Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây khen thưởng các tập thể, cá nhân bắt giữ đối tượng giết người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Ngọc Trân vừa tổ chức khen thưởng đột xuất đối với tập thể đội điều tra tổng hợp và 5 cá nhân. Trong đó có 4 cán bộ chiến sĩ công an huyện Sơn Tây. Trước đó, ngày 28 tháng 5 năm 2023, công an huyện Sơn Tây nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra vào lúc khoảng 2 giờ sáng cùng ngày tại thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây. Hậu quả một người chết và một người bị thương, chưa rõ đối tượng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an huyện Sơn Tây đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp các lực lượng khác và công an xã Sơn Bua nhanh chóng tiến hành các hoạt động xác minh ban đầu, truy bắt đối tượng gây án. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh truy xét nhanh theo dấu vết để lại tại hiện trường, đến trưa ngày 28 tháng 5, lực lượng công an đã xác định và bắt đối tượng gây ra vụ án trên là NTN, 2000, trú tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống tại thôn Mang He, xã Sơn Bua.